Tiểu sử của Đức Giám mục Tân Cửu Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh. Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ và được lãnh nhận bí tích thánh tẩy ngày 13 tháng 8 năm 1955 tại nhà thờ Họ Đạo Cần Thơ, khi đó thuộc giáo phận Nam Vang. Ngài là con thứ ba trong gia đình có ba trai năm gái. Thân phụ là ông cố Phêrô Nguyễn Minh, nguyên quán giáo xứ Phúc Nhạc, và thân mẫu là bà cố Anna Phạm Thị Yên, nguyên quán tại giáo xứ Dục Đức, giáo phận Phát Diệm. Ông cố Phêrô đã qua đời năm 2000 và bà cố Anna đã qua đời năm 2005. Hai người chị của đức cha Đa Minh đều là nữ tu. Chị cả là sơ Anna Nguyễn Thị Yến, nữ tu dòng thánh Phaolô Đà Nẵng, hiện đang phục vụ tại cộng đoàn Phaolô Buôn Ma Thuột. Chị thứ hai là sơ Anna Nguyễn Thị Hiên, nữ tu dòng Bến Thánh Giá Đà Lạt, hiện đang phục vụ tại cộng đoàn Bắc Thanh, Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc. Gia đình các em ngài hiện nay thuộc giáo xứ Thánh Linh, giáo hạt Thủ Thiêm, tổng giáo phận Sài Gòn. Đức cha Đa Minh theo học tại Tiểu chủng viện Simon Hòa Đà Lạt từ năm 1966 đến năm 1973. Sau đó, ngài học triết và thần học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt từ năm 1973 đến năm 1980. Từ năm 1980 đến năm 1994, thầy Đa Minh được sai đến phục vụ tại giáo xứ Tân Thanh, giáo phận Đà Lạt. Tại đây, trong suốt 14 năm, thầy hăng say làm việc mục vụ giúp cho cha cố Cường. Ngày 26 tháng 5 năm 1994, thầy được đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn truyền chức phó tế tại chủng viện Simon Hòa Đà Lạt. Con hãy nhận lấy phúc âm Đức Kitô. Sau đó chỉ 2 ngày, vào ngày 29 tháng 5 năm 1994, thầy Đa Minh được đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm truyền chức linh mục tại nhà thờ giáo xứ Tân Thanh, nơi ngài đã phục vụ trước đó. Sau khi chịu chức, cha Đa Minh được bổ nhiệm làm cha phó xứ Tân Hóa, giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt, và phục vụ từ năm 1994 đến năm 2003. Tại giáo xứ Tân Hóa, ngài đi đến với các làng dân tộc hẻo lánh trong khu vực giáo xứ để chăm sóc, mục vụ cho những người nghèo. Sau 9 năm làm cha phó, vào năm 2003, ngài đã được cử đi du học tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo ở Roma và tốt nghiệp năm 2009 với học vị tiến sĩ giáo luật. Về lại Việt Nam vào năm 2009, ngài làm đại diện tư pháp của giáo phận Đà Lạt. Giáo phận Đà Lạt hiện có 379.122 tín hữu Công giáo, trên tổng số khoảng 1.250.000 dân cư với nhiều vùng anh em dân tộc. Giáo phận Đà Lạt có 98 giáo xứ với 302 linh mục, trong đó có 174 linh mục triều và 128 linh mục dòng, với trên 1.000 nam nữ tu sĩ thuộc 50 dòng tu khác nhau và 76 đại chúng sinh. Ngày 18 tháng 11 năm 2016, ngài được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến
cùng với các giám mục tham dự khóa học về canh tân thủ tục cứu xét hôn nhân theo tự sách Mitis Juris Dominus Iesus tại tòa thượng thẩm Rota ở Roma. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Cha Đa Minh làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt với quyền kế vị. Lễ truyền chức vào ngày 31 tháng 5 năm 2017. Phòng báo chí Tòa Thánh công bố Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt. Con tin rằng con cũng đã được hưởng nhờ bao lời cầu nguyện, bao sự nâng đỡ dưới mọi hình thức. Xin nhận nơi con tấm lòng tri ân và xin tiếp tục cầu nguyện nâng đỡ con. Khi được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Đà Lạt, Đức Cha Đa Minh xác tín rằng chính Chúa đã yêu thương chọn mình từ giữa anh em để phục vụ cho dân của Người. Trong tâm tình cảm tạ và tri ân, Ngài thao thức xây dựng một cộng đoàn giáo hội hiệp nhất và hiệp thông, cùng đồng hành, chia sẻ vui buồn sướng khổ cùng nhau trong gia đình giáo phận Đà Lạt thân yêu.